Nhưng Đức nói rằng cái cuộc sống ở đời này, có người đến thế gian này ai mà không bệnh. Đã là bệnh là bệnh thì bệnh nào cũng là bệnh. Người ngồi trong đây có ai dám vỗ ngực xưng tên rằng tôi không có bệnh không? Ai mà không bệnh? Không bệnh này cũng bệnh khác à. Đúng không? Con người Phật đã nói là có sanh thì có già, có bệnh thì có chết. Chúng ta tại sao không sống những cái nội tâm bình an quý vị, mà chúng ta đi tự dọa mình lo âu làm chi vậy? Thôi những đứa không có cần sống vậy. Sống những giây phút vô cùng là đặc biệt, lúc nào cũng có nụ cười chứ. Những đứa thấy cái cách sống như vậy là ý nghĩa nhất rồi quý vị à. Phật Pháp đã cho mình được như vậy, đúng rõ ràng. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Pháp môn tịnh độ này tuyệt vời. Tuyệt vời thiệt. Mình gặp được rồi, từ nơi đó đi đứng nằm ngồi cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, siêng năng mà niệm Phật đi. Nó hồi sáng những đứa gặp một cái cô này, cô đến cô hỏi những đứa câu, nó thầy ơi, thằng con trai con bị vợ bỏ, giờ nó khổ vô cùng này, nhậu xỉn vô nằm bẹp xuống, không còn làm ăn gì nổi, đem cơm vô cho nó ăn, múc hai ba muỗng nghỉ ăn, nằm vẹp tại chỗ, chán đời, muốn kết liễu cuộc đời mình. Một chút vừa kể câu chuyện đó xong, một chút gặp một cái chú kia, hình như ổng đang ngồi đây nè, nhìn có ông nào. Vừa kể câu chuyện đó thì tiếp tục một cái ông kia ông đến, cái cô kia dẫn ông đi đến đây tu. Cái ông này thì không phải vợ bỏ, mà ông này thì vợ chết. Đúng là cuộc đời nó đủ chuyện. Thằng kia bị vợ bỏ, thất tình, buồn khổ, muốn nhậu nhẹt cho kết liễu cuộc đời thuốc cho rồi. Còn cái ông này thì bốn mấy tuổi à, mới cứ vợ con năm mấy, vợ 36 tuổi, vợ bị ung thư chết. Ông bây hổm tới giờ cũng đang buồn khổ, te tua tả thôi. Cái bà kia mới dẫn ông đi đến chùa mình. Thì dẫn đến gặp những đức nói một câu, bây giờ chết nó cũng chết rồi, ai mà không chết, sớm muộn gì cũng chết thôi. Những đức bữa nay sống không biết đâu mai nó cũng chết. Chuyện chết là chuyện bình thường quá, vì sao mà mình không nghĩ cái điều để mà lợi ích cho người ta đi, mà mình đi lại sống đi vào tiêu cực chi ạ? À? Bây giờ người ta chết, người ta đã chết là xong cuộc đời nó rồi. Còn mình là người còn sống lại ở đời này, mình phải sống làm sao nè? Mình phải sống làm sao cho nó tốt nè? Chứ bây giờ hai người thương nhau, người ta thọ mạng người ta hết, người ta chết rồi. Còn mình ở đây mình buồn khổ, mình lo âu, như vậy mình có lợi ích gì cho người ta mà lợi ích gì cho mình? Những đứa khuyên chú đó đó. Tại sao chú bây giờ mỗi ngày chú không sống, chú niệm Phật cho tốt, rồi chú tập ăn chay luôn đi. Chú thấy cuộc đời này sao nó vô thường quá. Mới cưới con vợ con năm mấy, em bỏ tôi đi, đành đoạn vậy đó trời trời. Thấy không? Thì nghĩ đành đoạn cái gì, người ta cũng đâu có muốn chết đâu, nhưng mà thọ mạng nó đến nó phải chết à. Thế vị biết phần nhiều con người đang sống ai mà muốn mình chết đâu. Nhưng mà muốn hay không muốn gì, cái chuyện này muốn hay không muốn gì nó đến ai mà biết đâu. Bây giờ tất cả chúng ta đang ngồi ở đây có ai biết ngày mai mình chết đâu. Bữa nay mình sống mình vui thôi, chứ bây giờ nếu mình nghĩ ngày mai ông chết rồi đó, không lẽ bữa nay đi buồn để mai chết không? Nên cái người học Phật không đi coi bói, không có coi sách số là gì đó. Ai mà đi coi những cái việc mà trước đó làm chi cho nó mệt. Nếu mà được thì tự nhiên nó làm cho mình cứ mừng hoài cái sự việc đó không bình thường. Còn nếu mà không được thì nó làm cho mình khổ hoài những sự việc đó để lo âu. Thôi mệt đi, để sống bình thường đi. Tại sao ông sống trong những giây phút hiện tại? Những giây phút hiện tại là quý vị nhìn được tương lai. Một con người có thể nhìn được tương lai là nhìn cái hiện tại nè. Nếu như mỗi ngày quý vị sống hiện tại là quý vị mỗi ngày đang sống tốt, không buồn, không giận, không trách ai hết trơn. Quý vị sống rất là tốt đẹp. Quý vị muốn ăn thì quý vị cũng có, thì quý vị chia người ta ăn. Quý vị đầy đủ, quý vị biết chia sớt cho người khác. Quý vị sống với anh em hòa thuận, quý vị làm con hiếu thảo với cha mẹ. Quý vị biết bản thân mình muốn sống, mình không tổn hại bất cứ một con muỗi, con kiến nữa.
Mình không muốn giết con vật gì sao? Vì mình muốn sống, nên mình không muốn giết nó, tại vì nó cũng muốn sống. Một con muỗi thiệt là nhỏ, thời gian nó sống như 7 ngày đi. Quý vị coi, nó đói quá, nó bay lại, nó xin mình một miếng máu. Mình không cho, mình nói tao máu rất ít, mày đi chỗ khác, mày kiếm cái thằng nào mập mày xin. Tao ôm nhôm ôm nhách, mà mày đến mày còn hút máu tao nữa, tao không có chịu, mày đi chỗ khác. Tao nói cho mày biết nghe muỗi, lúc trước tao vừa không cho mà tao còn đập mày chết nữa. Bây giờ tao nghe ông thầy Nhân Đức giảng rồi, tao ốm, tao không cho mày thì tao đuổi mày đi. Nó thấy không? Nó nghe nó hiểu được chút mà nó không đập. Tại vì sao? Vì Nhân Đức nói rằng cũng như nếu mình đói mà mình đi xin ăn mà người ta không cho, mà tao quýnh mình chịu không? Không. Vậy thì thôi, nó xin mình một miếng máu, mình không cho thì mình đuổi đi, mình giết làm chi? Nguyên lý này đúng không quý vị? Trời ơi. Đó, mình cứ sống tốt đẹp như vậy đi, rồi đối với anh em hòa thuận, dù là của cải cha mẹ chia, có đồng điều gì mặc kệ, ai nhiều cũng tốt. Chúng ta sống luôn luôn là sống như vậy đi. Vậy thì mỗi ngày chúng ta là sống rất bình an, sống rất là vui. Như vậy thì mỗi ngày là vui bình an, vậy ngày mai vui bình an, ngày mốt vui bình an, một năm vui bình an, hai năm vui bình an, 10 năm vui bình an. Vậy là quý vị biết tương lai rồi đó, biết được tương lai mình rồi đó quý vị. À. Còn cái này thì ngồi đây suy nghĩ 2 năm sau, 3 năm sau, sự việc bây giờ và 3 năm sau, 3 năm sau nó sẽ như vậy, nó sẽ được như vậy đó. Sự việc của tôi đang làm tích lũy tiền, bữa nay nè, bữa nay dư được 500 ngàn, một tháng dư được 15 triệu, 10 tháng dư được 150 triệu, 2 tháng kia nó 30 triệu nữa. Là 180 triệu, một năm dư được 180 triệu, 3 năm nó được bao nhiêu tiền, rồi sẽ xài cái đó ít thôi, còn cái này dư lại, rồi bắt đầu cắt cái nhà, 3 năm cắt cái nhà. Khổ vô cùng của một ngày, khổ 3 năm chờ để suy nghĩ cắt cái nhà mà chưa chắc theo cái ý nghĩ của mình nghĩ luôn. Có nhiều người ngồi đây quý vị đã tính toán một ngày dư và tính một tháng và tính một năm, mà cuối cùng tới Tết không có gì hết trơn á. Mà cứ năm này qua năm khác không có gì hết trơn á, cứ vậy hoài. Vậy mà cứ nghĩ về tương lai mà không chịu nhìn cái hiện tại. Phật pháp chỉ mình là hãy nhìn hiện tại mà sống cho thật là tốt đi. Hiện tại tốt là tương lai nhất định là tốt. Chúng ta nhìn được tương lai sẽ biết được là do ngay cái hiện tại, nên chúng ta khỏi cần đi hỏi ai. Vì chúng ta biết được tương lai mình như thế nào, nhìn cái hiện tại đang sọc, đúng không? Nên cười là thấy ngon rồi. Cười là ngon rồi, thấy không? Những đức nó giàu có gì, đẹp gì không biết, mà cái mặt cứ kiểu này là thấy khổ đau. Nói ông chủ hay gì không biết, nhưng mà thấy cọc cằn phiền não bực bội khó chịu là thấy không ngon. Còn mình đi làm công và xích lô gì không biết, đi lượm bọc gì không biết mà gặp nhau chào chị A Di Đà Phật, vui vẻ đúng không? Dù cầm một hộp cơm không ngồi ăn, nhưng mà ăn liềm liềm, ăn vui vẻ vô cùng, vậy là thấy hạnh phúc rồi. Hạnh phúc nó đâu phải là cái việc giàu mới hạnh phúc, nghèo cũng được hạnh phúc. Hạnh phúc đâu phải là người có danh mới hạnh phúc, người không có danh là không hạnh phúc. Mà hạnh phúc là mỗi một con người chúng ta có quyền được hạnh phúc. Hạnh phúc là không ai mà gọi là ban tặng cho mình. Hạnh phúc là chính mình biết tạo ra hạnh phúc. Không có ai giật được của mình, mà cũng không có ai là người cho mình hết trơn. Mà hạnh phúc là chính mình tự tạo ra sự hạnh phúc. Mình biết sống hạnh phúc thì sẽ là hạnh phúc. Mình sống khổ thì nó sẽ là khổ. Hạnh phúc là do mình quyết định. Như vậy thì đặc biệt vô cùng, Phật pháp là trong tầm tay của mình. Vui hay là khổ là do mình quyết định. Quý vị muốn vui thì vui, muốn khổ thì khổ, đúng không? Suy nghĩ đi. Nó, nếu suy nghĩ kỹ ra sẽ biết được. Muốn vui thì vui, mà muốn khổ thì khổ à. Quý vị nói trời ơi, thầy nói sao thấy nó đơn giản quá. Thầy đâu có vợ có con gì đâu, thì nói dễ quá. Người ta ở đây 2 vợ chồng 1 đứa con luôn, chết luôn. Thầy nói chuyện dễ dàng quá trời luôn. Quý vị biết tại sao quý vị quá khổ không? Tại vì quý vị nói chồng tôi đó, người vợ tôi á, người vị nói 2 đứa con của tôi á, nó là của tôi, nó quý vị nặng về nó quá. Nên cuối cùng rồi á, là quý vị bị cái sợi dây của một gia đình nhỏ đó buộc quý vị, nên quý vị quá nặng đó.
rồi quý vị tự làm mình đi vào tiêu cực rồi khổ thôi. Chứ thật sự thì đứa con này đến đây cũng là có cái phước, thằng chồng này cũng có phước, con vợ này cũng có phước, cháu này có phước, nó đều có phước sẵn hết trơn rồi. Nếu như quý vị mà biết để bổ túc phước cho nó thôi, vậy thì quý vị mới là thương nó. Còn này quý vị đi xen vào cái nhân quả của nó, quý vị nói rằng là quý vị sắp xếp được cho con quý vị hả? Đâu mà quý vị sắp xếp được cho con quý vị. Nếu đã là sắp xếp được cho con mình, vì sao có nhiều người chức phận lớn người ta sắp xếp cho con người ta làm chức phận, con nó vẫn không làm được chức phận? Vì sao? Vì nó không có phước phần này, sao nó làm được chức phận? Còn con người ta không cần sắp xếp cái gì, chứ mà con người ta vẫn có chức phận. Vì sao? Vì người ta có phước phần này. Nên những đức mới nói rằng người có phước thì phước dẫn dắt đi đến chỗ tốt, người không có phước quý vị để nó vào chỗ tốt nó vẫn chạy lên đến chỗ xấu. Nên cái đặc biệt nhất con người là cái gì? Quý vị phải tin nhân quả. Phải tin nhân quả thì con người mình rất là tự tại. Quý vị bây giờ đến với nhau là vợ chồng là duyên. Duyên bây giờ phải bồi dưỡng cái duyên cho hạnh phúc chứ à. Bồi dưỡng cái duyên cho hạnh phúc rồi vợ chồng đến với nhau sanh con. Sanh con thì mình có trách nhiệm dạy con. Mình có trách nhiệm dạy con, sau này con lớn khôn nhờ được sự giáo dục này, con mình sẽ trưởng thành và sẽ là một con người biết làm ăn, biết lo cho sự nghiệp. Vậy thì quý vị vô cùng là tự tại. Quý vị đã có trách nhiệm là vợ chồng hạnh phúc, rồi vợ chồng sanh con, rồi vợ chồng nuôi con, rồi vợ chồng dạy con. Còn quý vị còn gánh nhiều quá. Nào là gánh bây giờ mình phải chuẩn bị tiền bạc cho nó, cuộc đời của nó phải có của cải thì sao. Mình khổ quá, mình không muốn con mình phải thua xúc người ta. Bây giờ mình phải cố gắng làm sao để con mình đừng có thua xúc người ta. Rồi mình phải tích trữ tiền bạc, đây là gia đình của mình. Lỡ gia đình mình thua xúc người ta thì thấy gia đình của mình như vậy là mình không có muốn. Bây giờ phải cố gắng tích lũy, giữ gìn, tích trữ. Của này là của mình nè, còn vợ mình nè. Ai nhìn thằng kia nhìn tao tán với mặt, bây giờ nhìn vợ tao hả mày? Hoặc là mình như thế nào, chồng mình đi ra ngoài đường nhỏ nào nhìn cái chồng nó quay lại, cái đầu mình nói nhìn gì móc mắt bây giờ à, đó là gì? Đó là cái tâm nó khổ là đặt vào của mình. Rồi cuối cùng nó kéo dài thời gian dài đến khi nó già hoặc nó bệnh, hoặc chưa già mà bệnh như cái chú kia, tự nhiên vợ bệnh ung thư rồi bà chết đi, thì chú này khổ đau. Nên Phật nói là xa lìa khổ. Nó khổ là do nó đặt vào cái của mình. Nếu là đặt vào cái của mình, nó đâu phải chỉ có một đời này là cái của mình, mà nó là quá nhiều đời, nhiều kiếp là cái của mình. Mà tại sao mình không nhớ? Nó bao nhiêu đời kiếp là gặp nhau rồi. Tất cả chúng ta ngồi ở đây đâu phải là mới có đời này gặp nhau đâu. Nếu nó không có duyên thì nó không gặp nhau ở đây mà ngồi ở đây như vậy. Có những người bây giờ, giờ này người ta đang ngồi quán cà phê. Có những người người ta đứng ngồi ngoài cổng chùa mấy kìa. Nó nguyên nhóm người ngoài cổng chùa, cũng là ở trong chùa, nhưng mà bây giờ có những người ngồi đây, còn những người đứng ngoài cổng chùa kìa. Nguyên một phái đoàn ngồi đứng ngoài cổng chùa, thấy chưa? Đó, còn có những người chạy xe ngoài đường, còn có những người đang ngồi quán cà phê, còn có những người đang ngồi nhậu, có những người đang đám cưới, có những người đang đám giỗ. Đó là nhân duyên, nó gặp nhau trong mỗi một sự việc là đều có cái duyên để mà nó hội tụ tần số đến nơi đó. Bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây là nhân duyên chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đã cùng tu, cùng hứa hẹn. Và ngày hôm nay tại tu đình Hộ Pháp, ngày 19 tháng 7 âm lịch 2020 sẽ gặp nhau ở đây để cùng niệm Phật. Nó gặp nhau bữa nay ở đây. À, dù quý vị mới đến đây bữa đầu tiên nhưng mà nó đã có cuộc hẹn rồi, nó mới gặp nhau ở đây. Nó có cuộc hẹn. Thí dụ như bây giờ những đức ngày xưa ngoài đời đi, những đức biết một cái cô này, mình cũng thích cô này. Mình nói, em hẹn em tối đêm nay 7 giờ gặp ngay quán cà phê đỏ đen. Mấy giờ? 7 giờ đúng không? Hẹn gặp liền ngay quán cà phê đỏ đen. Đó, thì là hẹn gặp ngay quán cà phê sẽ gặp. Bây giờ chúng ta gặp ở đây là có hẹn. Hẹn đông như vậy, rồi vợ chồng gặp nhau tự nhiên thương nhau, làm vợ làm chồng là có hẹn. Gọi là có duyên mới gặp. Đó, hữu duyên thì gặp, vô duyên đối mặt thì cũng là xa nhau. Vì sao? Vì vô duyên mà. Đã là vô duyên rồi có gặp nhau nó cũng không không bao giờ mà gọi là đến với nhau được đâu. Nên nó có duyên nó vừa gặp cái chớp dính. Có những con ngồi đây, mấy con để ý đi, cái thằng kế bên nhà nó chọc mình, nó đi tới đi lui đi nhưng mà muốn mòn bằng chân nó luôn. Giờ mấy con đố để ý tới luôn. Vì mà cái thằng ở chân trời góc biển nào, vì mà nó xuất hiện vừa gặp một cái ha, được, ừ anh gặp anh rồi.
tự nhiên về nhà cứ như thế nào cứ là nao nao trong lòng, cứ nhớ thương chàng. Nó trời trời sao nó kỳ cục vậy đó, sau này mà lấy nhau rồi á, bắt đầu là có khi sống với nhau thời gian có con cái xong hết trơn, bắt đầu tự nhiên nó không biết làm sao mà nó kỳ cục ghê luôn. Cái thằng kế bên xưa nó được ghê, nó chọc hoài mà không chịu nó vậy, mà ông không biết ở đâu xuất hiện cái tự nhiên tôi thương ông à, nó kỳ cục. Bây giờ học Phật nó nói ô thì ra là có duyên. Nó có duyên nên có nhiều cô nhiều chú bây giờ học Phật pháp rồi mới sợ cái câu nói của mình ngày xưa khi chưa tu đến với nhau hẹn anh à. Em hứa với anh là chúng ta sẽ đời đời kiếp kiếp gặp nhau. Em sẽ làm vợ của anh. Thấy chưa? Câu này thấy đáng sợ chưa? Một câu này thôi đó. Vậy mà nếu mà nó sanh trong cõi đời này là nó sẽ gặp nhau. Chưa chắc là đời nào cũng gặp nhau. Nhưng mà mỗi lần sanh trong cõi đời là gặp nhau. Thí dụ như đời này chúng ta được làm người. Đời sau chúng ta đâu có đủ phước làm người. Vì được làm người là phải năm giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Thì chúng ta mới được thân người. Vậy thì bây giờ đời này được thân người mà hẹn cái câu đó, chúng ta trôi lăn một vòng trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, xong lâu lắm chúng ta có thân người, thì có thân người tức khắc chúng ta với người đó sẽ gặp nhau nữa. Nó cứ gặp nhau hoài trong cái cõi đời khổ đau này hoài vậy đó. Nên bây giờ chúng ta hiểu đạo rồi là chúng ta phát cái nguyện gì? Anh à, nếu anh thương em, chúng ta cùng niệm Phật đi. Chúng ta hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nhé. Thấy không? Cái gì cực lạc nó không già, không bệnh, không chết. Mà con người sáng suốt vô cùng, biết nhân duyên vô lượng kiếp của chúng ta là có duyên gì chúng ta biết hết trơn luôn. Còn ở trong cái cõi đời này, chúng ta đều là một kẻ mê hoặc điên đảo. Có khi đời trước là cha mẹ, mình là con của cha mẹ, vậy mà đời này lại thành vợ chồng của nhau. Tại vì luân hồi sanh tử nó cứ quay quằn mãi, nó lộn ngược lộn xuôi đủ chuyện hết. Mà chúng ta là chúng sanh mê hoặc nên chúng ta đâu có biết đời trước là cha mẹ mình. Nó có khi đời này mình là cha mẹ người ta, mình thương đứa con này vô cùng, vậy mà mình già mình chết đi, mình vì cái sự ái nhiễm mà nếu nó còn phước làm người, tức khắc nó vui vào bụng đứa con mình, nó làm con của con mình, làm cha mẹ bây giờ làm con của con mình. Nó có nghĩa là sanh tử luân hồi nó cứ quay quằn mãi như vậy trong cái dòng sanh tử này, khổ đau vô cùng triền miên. Nghe Phật pháp rồi quý vị thấy rằng cái nguyện nó quan trọng lắm. Cái nguyện như là một lời hứa hẹn vậy đó. Nên mình mỗi ngày mà niệm Phật mà phát nguyện cầu sanh cực lạc là cái nguyện đó. Cái nguyện nó quan trọng lắm á. Nhưng mà nó đòi hỏi là cái nguyện này mình có giữ nó chắc chắn hay không? Giữ kiên cố hay không á? Nó giống như trên một đoạn đường từ đây đi ra ngoài tới cổng chùa mình. Quý vị phát tâm đi từ đây ra cổng chùa mà quý vị có đi tới cổng chùa không? Hay là quý vị đi nửa đường rồi quý vị rẽ đường khác, vậy thì nó đâu có ra cổng chùa đâu. Giống như bây giờ mình phát nguyện mình niệm Phật cầu sanh cực lạc thì mình phải quyết chí một đời này mình niệm Phật, quyết tâm là tới cuối cuộc đời mình thì chắc chắn là quý vị sẽ đi đến thế giới cực lạc. Sợ là quý vị đi giữa đường quý vị rẽ đường khác, nó rẽ đường khác nó không có phát nguyện cầu sanh cực lạc nữa thì tiếp tục là nó trôi lăn tiếp tục nữa. Nên cái pháp môn tịnh độ này đặc biệt là nguyện phải kiên cố, lòng tin kiên cố, niệm một câu Phật hiệu này niệm đến cùng không bao giờ thay đổi, phải nhớ đó. Nên có một đoạn tổ sư ngài Ngẫu Ích đại sư, ngài có một công đoạn ngài dạy hay nè. Một câu niệm Phật hiện tại cũng vốn vượt tình lìa kiến, cần chi nói diệu nói quyền, chỉ quý tin cho chắc, giữ cho vững, rồi buông bỏ hết mà niệm. Hoặc mỗi ngày đêm niệm một muôn, ba muôn, năm muôn, bảy muôn, mười muôn câu lấy sự nhất định, không thiếu làm tiêu chuẩn. Như thế quyết giữ đến suốt đời, thề không biến đổi. Và nếu đúng như thế mà không được vãng sanh thì chư Phật trong ba đời đều thành vọng ngữ. Một khi được về cực lạc vĩnh viễn không còn thối chuyển, tất cả pháp môn đều lăng lượt hiện tiền. Nên nó có những người ta nói rằng từ khi mà đưa lên tư tưởng chiếc máy bấm số đặc biệt thiệt. Đặc biệt thiệt. Thí dụ như một ngày 5.000 hay 10.000, 15, 20.000 gì đó. Quý vị kiên trì làm sao mà giữ như vậy đâu. Tay tổ dạy nè. Giữ như vậy đó mà niệm, niệm lâu thành nhớ Phật niệm Phật. Niệm giết rồi nó chuyển hết những cái tâm buồn phiền giận hờn luôn.
Niệm giết rồi tự nhiên con người nó rỗng rang vui vẻ vô cùng. Mà tự nhiên phước duyên nó lạ thường đó quý vị ơi. Bây giờ quý vị suy nghĩ, chính những đức là xác thực nhất chính mình luôn, chứ còn nói hỏi ai nữa. Một thanh niên ngoài đời ngày xưa mà rồi ơi, một mình lo cho mình chưa xong, hư hỏng, rượu chè, bê bối vô cùng luôn. Cũng là con người này của ngày xưa, mà từ khi học Phật Pháp rồi bỏ rượu, rồi tự nhiên biết niệm Phật gần 10 năm nay, rồi bây giờ lo cho nhiều người già như vậy. Có nhiều bạn bè nó gặp mình, nó nói: ủa phải mày không Hiền? Nó nói đó. Nó nói lạ trời, tôi biết thằng bạn này ngày xưa tới giờ tôi chơi chung lâu với nó mà tôi biết nó mà, nó hư lắm. Chứ làm gì có cái chuyện mà bây giờ nó nuôi người già. Ngày xưa nó nói với tôi thà nó nuôi con gái chứ nó không nuôi người già. Nuôi gái mà vỗ tay dữ trợn. Ngộ ghê. Nên từ nơi đó bây giờ tự nhiên sao nó bắt tâm nuôi người già. Thì những đức mới nói rằng con người học Phật nó sẽ thay đổi. Nó hư cỡ nào hư nó cũng thay đổi. Vì khi học Phật rồi nó có một phương hướng, một tư tưởng sống. Mình phải sống làm sao, mình phải sống làm sao cho nó có ý nghĩa của cuộc đời này. Sống có ý nghĩa quý vị. Nên những đức thường đọc cái bài kệ: cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Nó học Phật rồi nó mới sống ý nghĩa, để buổi ra đi của mình nở nụ cười chứ. Chứ nếu như nó sống vô nghĩa gì thì buổi ra đi của mình là méo miệng, nhăn mặt. Quý vị coi có nhiều người giàu vô cùng luôn mà buổi ra đi của họ làm sao? Kêu gào la lối, còn nhiều việc tôi chưa làm xong, của cải chưa lấy lại được, thằng kia thiếu nợ tôi chưa lấy được mà. Nó nghĩ những cái việc mà toàn bộ là con số không, không có giải quyết được cái vấn đề sanh tử cho họ. Gọi là tạo ra tiền bạc của cải danh tiếng, nhưng mà cầm thì cầm nghiệp đi theo. Khi một hơi thở thở ra không hít vào thì tức khắc chúng ta đi đọa lạc trong tam đồ ác đạo. Đúng là cả đời chúng ta làm cái việc mà không ra gì cả. Nên những đức nói mạnh dạn một câu rằng cõi đời này đi đến thế gian này, chúng ta không gặp Phật Pháp đúng là vô nghĩa. Sống một đời vô nghĩa, thật sự là vô nghĩa quý vị. Đây, nếu như những đức không gặp Phật Pháp thì 10 năm tiếp nối này, từ 29 tuổi tới bây giờ, là tiếp tục là đoạn đường vô nghĩa. Quý vị suy nghĩ lúc trước những đức trên thành phố cả ngày làm việc, chưa rảnh một chút là đi uống quán cà phê, hoặc là đi uống vài ly bia lạnh. Xong điện thoại cho bạn bè, chiều nay 6 giờ làm việc xong tiếp tục chúng ta sẽ gặp ngay quán bia nào để tiếp tục nhậu. Nhậu xong một chập chúng ta chưa chịu xong, chúng ta phải đi thêm một chập thứ hai. Xong rồi tiếp tục chập thứ hai, xong rồi là men men, chúng ta đi tìm mấy con men. Quý vị coi như vậy đó. Thì bây giờ 10 năm tiếp tục này là gì? Là tiếp tục đi trên con đoạn đường vô nghĩa. Thì thấy không? Tự nhiên bây giờ gặp được Phật Pháp, tự nhiên Phật Pháp cho mình một con đường sống liền. Nên những đức nói Phật Pháp cứu đời tôi. Nên những đức nói lên những điều này để cho tất cả những người chúng ta đã từng sống vô nghĩa, hư hỏng, ăn nhậu, bất hiếu với cha mẹ, bây giờ chúng ta nghe Phật Pháp rồi, chúng ta nên quay đầu lại để sống làm sao có ý nghĩa. Phật nói quay đầu là bờ, ai cũng có cơ hội quay đầu cả. Bạn có hư cỡ nào đi chăng nữa, bạn cũng có cơ hội quay đầu hết. Chỉ cần bạn chịu quay đầu. Bạn chịu quay đầu, bạn chịu buông xuống những cái vĩ vãng đã qua. Vĩ vãng qua rồi chớ vắng vương, tương lai chưa đến chớ lo lường, hiện tại tâm bình thì là đạo, niệm Phật tự nhiên sẽ kiết tường. Tương lai chưa đến, mỗi ngày lo hoài là khổ. Vĩ vãng đã qua rồi, đừng vắng vương, đừng nên lôi kéo lại nữa. Có những người bây giờ nghe được Phật Pháp rồi, ngày xưa phá thai 4-5 lần, tự nhiên bây giờ mỗi ngày cứ là khóc, rầu rĩ,
rằng là tại sao ngày xưa mình phá thai nhiều lần như vậy, mình ác quá. Những đức nói nghĩ gì chi ạ? Nghĩ gì chi ạ? Nghĩ vậy thì đi vào con đường nó tiêu cực quá. Mình đã từng không hiểu, mình đã từng phá thai nhiều lần. Vì thì bây giờ mình hiểu rồi, mình nên sống đúng đắn lại đi, mình phải sống tốt đẹp lại đi. Chứ bây giờ mỗi ngày mình đi nghĩ những vĩ vãng đã qua để làm mình nặng nề làm chi? Nó làm bạn nặng nề, bạn có phương hướng hay không? Nếu như bây giờ bạn buông nó xuống được, bạn nên nhìn vào cái hiện tại sống cho tốt đi. Như vậy thì bạn nhất định bạn sẽ có tương lai rất là tốt. Bạn chỉnh đốn lại đi, bạn chỉnh đốn lại đi. Thế tại sao bạn lại nhìn những cái vĩ vãng sai lầm kia, bạn mỗi ngày bị nó câu thúc, làm sao bạn phát huy được chính bạn? Nếu tôi mỗi ngày tôi cũng nghĩ những điều đó để câu thúc tôi, làm sao tôi phát huy được? Tôi đã quên nó rồi. Vì sao lâu lâu tôi nhắc lại? Vì tôi nhắc những điều sai lầm kia để tôi mong những người sai lầm như tôi ngày xưa có thể quay đầu được. Nếu như tôi không nói như vậy, nhiều người người ta nói rằng ông thầy này đủ thiện căn có phước nên ông mới đi xuất gia tu đạo được, ông mới niệm Phật được. Những đức nêu lên như vậy thì nhiều người người ta nói rằng ông thầy này hư như vậy mà còn tu được, vậy thì tôi cũng tu được. Nguyên lý là như vậy, phải nhớ. Ai mà không tu được? Phật pháp bất cứ một hạng người nào cũng tu được, chủng tộc nào cũng tu được. Người giàu cũng tu được mà người nghèo cũng tu được, người lùn cũng tu được mà người lé cũng tu được, người hô cũng tu được, người súng răng cũng tu được. Ai cũng tu được hết trơn. Phải nhớ đó. Nên nói là Phật pháp như biển cả mênh mông, trăm sông đều quy về biển cả. Ăn thua tu mở rộng được tâm lượng hay không nè. Nên nói là tâm lượng lớn phước báo lớn. Thí dụ như bây giờ tâm lượng chúng ta chỉ bằng cái ly nước thôi. Quý vị lấy nước chế vào ly thì chế đủ ly nước thôi. Dù có nhiều nước đổ vô ly nhưng mà nó chỉ đủ một ly nước thôi à. Vì tâm của chúng ta chỉ có cái ly nước thôi à. Nếu tâm bạn là một lu nước, vậy thì bạn đổ nước vô đủ cái lu nước thôi, thì nhiều nước nữa thì nó sẽ tràn thôi. Nếu tâm của bạn là một cái sông thì là một cái sông nước. Nếu tâm bạn là biển, vậy thì thu gom tất cả sông, gạch, kênh đều là quy về biển. Bạn tu học điểm chính, bạn phát tâm như thế nào? Thí dụ như nghiệp chúng ta là một nắm muối, chúng ta bỏ vào một cái chén nước, vì tức khắc chén nước này sẽ mặn uống không được. Nhưng nghiệp chúng ta là một nắm muối, nhưng mở rộng tâm lượng như là một con sông. Quý vị nắm một nắm muối bỏ vào một con sông thì tức khắc con sông này không ảnh hưởng gì mặn hết trơn. Vậy thì nghiệp của bạn tạo dù có nặng nề cỡ nào đi chăng, chỉ cần tâm lượng bạn mở rộng ra vô cùng rộng khi niệm A Di Đà Phật, vậy thì tức khắc tất cả nghiệp này nó sẽ trở thành con số không. Trở thành con số không. Nên nghe Phật pháp để vị thấy tâm tư nó thoải mái không? Chúng ta có thể lập trường của ngày hôm nay luôn, bắt đầu từ ngày hôm nay luôn. Bắt đầu từ ngày hôm nay con phát nguyện rằng con không buồn, con không giận, con không hận, con không trách ai hết trơn á. Tức khắc tâm tư con thoải mái, biết rồi, bạn là người nghiệp nhẹ. Còn ngày hôm nay bạn vẫn còn buồn, buồn lắm. Vẫn còn nặng nề lắm. Thì tức khắc như sao? Bạn là người nghiệp nặng. Vậy mà chúng ta học Phật, chúng ta đi hỏi người ta: thầy ơi, thầy coi nhìn con có con nghiệp nặng hay là nghiệp nhẹ vậy thầy? Ông thầy ông nói: nhìn con nghiệp nhẹ. Trời ơi, thầy nói con mừng ghê luôn, con nghiệp nhẹ. Công nhận ngu ngốc dễ sợ luôn. Mình mà đi hỏi ông thầy là con nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ thì ông thầy ông nói con nghiệp nhẹ, thì mình con cũng dường thầy. Dễ thương ghê luôn. Thầy nói con nghiệp nhẹ. Còn mình bây giờ mình nói với người ta rằng bạn hãy tự coi bạn nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ đi. Bạn là người mỗi ngày buồn, giận, hận, trách là nghiệp nặng. Bạn mỗi ngày khoan dung tha thứ là nhẹ. Nặng nhẹ tự bạn biết. Tôi không biết. Vậy là sao? Rõ ràng khỏe re, khỏi ai chạy theo dòng gió. Thấy không? Phật cũng nói như vậy luôn đó. Phật dạy mình là tự đốt đuốc mà đi đi. Tự nhiên đi hỏi mình: tôi có biết, tôi cũng không dám nói luôn nè. Nói là khoan duyên, nói là khoan duyên mà.
Nên Phật không cho, trong nhà Phật là cho coi trước số mệnh người là điều thứ nhất, không cho diễn thần thông là điều thứ hai. Vì sao? Vì những điều đó ma làm. Trong Phật Pháp là đem giáo dục để chỉ con người nhân quả, người nghe tiếp nhận và chuyển chính mình, chính mình sẽ tự biết mình và chuyển mình về đúng Pháp. Đúng Pháp à. Từ nơi đó bạn không có nên đi coi số mệnh bạn làm gì. Số mệnh bạn tự bạn biết. Tự bạn biết, bạn tu học đi, rồi tự bạn sẽ biết số mệnh bạn sao liền à. Bạn đừng có nói những cái quá khứ gì, tôi đã tạo nghiệp nhiều vậy chắc tôi đời tôi sẽ đọa lạc. Bạn đi nói gì chi trẻ. Cái chuyện á, về nghiệp quả đó là nó có cái nhân nhiều đời nhiều kiếp đời này. Thí dụ như những đứa bé nó vào trong người mình mà mình không sanh nó là vì nó không đủ phước được sanh ra đời. Mà giữa mình với nó có một nhân duyên gì, nhưng mà nó chỉ đến với mình rồi nó phải ra đi, chứ nó không có được mình nuôi dưỡng khi được sinh ra, là không được phước sinh ra đời. Và ba bốn đứa như vậy là ba bốn cái nhân quả đó là nó đều là không được cái phước sanh ra đời. Chứ nếu một con người đủ phước sanh ra đời, quý vị muốn giết giết cũng không được, muốn đi phá thai phá cũng không được luôn. Vì sao? Ông bác sĩ làm sao đụng được cái phước của con người ta? Con người ta nó đã có phước phần là sanh ra đời, ông bác sĩ nó làm sao mà phá được? Tại sao ông bác sĩ ông phá được đứa bé này? Vì ông bác sĩ này với đứa bé này và người mẹ này nó có cái nhân quả mà đứa bé này là nó không đủ phước sanh ra đời. Và nó khi bị nhập thai là nó phải chết như vậy đó. Nó phải chết như vậy đó. Nên nói vậy nè, tất cả những thai nhi bị nghiệp phá thai các con mà nghe được, các con phải hiểu nhân quả. Nếu bây giờ mà các con mà muốn giải thoát thì các con phải nắm Phật Pháp liền, chứ đừng có theo quán thù. Nếu các con theo quán thù thì cái quan gia này nó cứ đeo đẳng hoài luôn. Nếu cứ đeo đẳng hoài nó không giải, mà quan gia không giải thì là kết hoài, mà kết hoài là khổ đau cung cực luôn. Các con bây giờ mà hận thì các con sao vui đây? Bây giờ như những đức đang hận ai là những đức sẽ không vui. Những đức bây giờ tâm tư những đức nó rất là thoáng, rất là thoải mái, là những đức không buồn giận ai hết trơn á. Thì vậy thì những đức rất là tự tại. Vậy thì những đức cũng rất mong tất cả con người và tất cả những người đã mắc, hương linh cũng nghe được Pháp mà. Như vậy thì chúng ta nên mở tâm lượng ra đi. Chúng ta đừng có hờn trách, đừng có giận hờn, đừng có nói rằng tại sao tôi đến thế gian mà không để tôi ra đời mà lại giết tôi. Phải nhớ rằng chúng ta không đủ phước được sinh ra đời. Còn tất cả những người mang nghiệp phá thai thì đừng bao giờ suy nghĩ rằng con phá thai nhiều lần như vậy tương lai con đọa địa ngục rồi thầy ơi. Nghĩ như vậy là tâm tư của mình nó nghĩ đọa địa ngục rồi thầy ơi, đọa địa ngục rồi thầy ơi, đọa địa ngục rồi thầy ơi. Thì cái tâm này đọa địa ngục thì bắt đầu chết đi, nó sẽ đọa địa ngục. À, tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Thì nghe rất rõ ràng không? Quý vị nghe như vậy rồi, con người ai mà không nghe được mà không phát tâm được? Thấy rằng được rồi, à, vậy con có cơ hội hả thầy? Có cơ hội, có cơ hội. Đừng có nghĩ những vĩ vãng đã qua khổ đau đâu. Đừng có nghĩ những cái điều đó làm cho mình nặng nề. Mà hãy lập trình ngày hôm nay là một tương lai của ngày hôm nay đi. Đó, đặc biệt lắm quý vị. Nếu như hôm nay chưa được, nhất định ngày mai tôi sẽ lập trường tương lai của ngày mai. Nhất định tôi phải làm được cái chuyện không buồn giận trách ai hết trơn á. Những gì tôi làm thiện được thì tôi làm. Làm xong rồi tôi không có một cái tâm rằng là tôi làm thiện đối với mọi người như vậy, tôi giúp mọi người như vậy, vì sao mọi người không cảm ơn tôi mà mọi người còn châm chích tôi, mọi người còn chửi mắng tôi? Tại sao? Vậy thì mình khổ rồi. Tại sao là khổ rồi? Vậy là cái tâm làm thiện của mình là để mong người ta khen mình à? Cái việc làm thiện là để cho người ta khen, người ta không khen thì nghỉ làm, đúng không? Vậy thì bạn không phải là người hiểu biết việc làm thiện. Bạn đã làm thiện thì bạn cứ làm thiện, người ta chửi bạn là người ta chửi bạn. Dù người ta có chửi bạn, người ta không cảm ơn bạn, việc thiện này đủ duyên bạn vẫn làm. Vì nhân thiện sẽ có quả thiện. Còn người ta gieo nhân ác, người ta sẽ gặp quả ác. Ai gieo nhân gì sẽ gặp quả báo nấy. Việc này là dĩ nhiên. Thấy không? Nó hiểu biết được thì sống tuyệt vời vô cùng, sống vui vô cùng quý vị. Phật Pháp là những lời nói chia sẻ đó, rồi nó đi vào cái thực hành là hiểu rồi mới thực hành. Nên tất cả những người ngồi đây nghe và tất cả những người sẽ nghe qua cái buổi chia sẻ này, bữa nay có quay phim không? Nó lâu quá không có quay phim ngày Chủ nhật. Nhiều cô nói chắc là chưa tổ chức. Bữa nay mình quay đoạn phim mình đưa lên mạng, nhiều người người ta coi, người ta nói ô thầy tổ chức lại à. Tuần sau bắt đầu là mình tổ chức Du Lan ở bên Đại Tùng Lâm.
5-6 giờ thì chúng ta có mặt tại Đại Tùng Lâm, ngay cái nhà văn hóa Đại Tùng Lâm hổm lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Những đức thì tổ chức không có cài hoa hồng gì hết trơn. Chúng ta tụng kinh Du Lan, chúng ta chia sẻ Phật pháp một thờ, rồi chúng ta lễ Phật một thờ, rồi phóng sanh xong. Tại vì đủ duyên. Còn ngoài ra nếu mà không có tổ chức được thì thôi. Còn giờ người ta cho giấy mình tổ chức được thì tổ chức để cùng tu quý vị. Cùng tu. Đó là chiều thứ bảy ngày 25 á. Rồi sáng 26 là chủ nhật bình thường, buổi trưa bình thường thôi. Chúng ta không có tổ chức ngoài sân như mấy lần trước. Vì bây giờ gấp quá là không kịp. Là không kịp. Đó. Nên từ nơi đó những đức thông báo nhiều quý vị khắp nơi nơi sắp xếp được đi đến đây chúng ta cùng tu. Cùng tu. Tụng hồi kinh Du Lan, cùng kết duyên tụng hồi kinh Du Lan. Đông người, chúng ta đem cái công đức này hồi hướng cho cha mẹ còn sống. Và hồi hướng cho cha mẹ đã mất. Và chúng ta cũng cầu siêu cho những hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai. Và cầu siêu cho tất cả những người trong trận đại dịch Covid-19 chết khắp nơi trên thế giới. Những đức nói chỉ có công đức niệm Phật thù thắng nhất. Quý vị biết rằng chúng ta còn sống, chúng ta chia cho nhau cơm ăn áo bận. Chúng ta chết rồi thì chúng ta đem cái gì để chia cho nhau? Tâm, linh. Nhớ, tâm, linh. Cái tâm này, đem cái tâm thiện tâm này, cái tâm niệm Phật này, cái tâm hiền đức này, cái tâm mà bố thí cúng dường này, cái tâm phóng sanh này, đem cái tâm này để chân thật mà làm cái việc đó, thì nó sẽ cảm hóa đến với những cái phần mà người ta mắc chưa siêu thoát, gọi là tâm linh. Cái tâm nó mới cảm, gọi là mới đến cái phần của hương linh. Đó. Mà chúng ta đem tất cả những cái tâm con người đang tụng kinh niệm Phật này, nghe pháp này, phóng sanh này, để mà chúng ta gom lại, chúng ta cùng hồi hướng. Như vậy thì cảm hóa đến mặt tâm linh, người ta hưởng được thì nó quá giải. Nên nhiều người cùng niệm Phật là một người, niệm Phật là một người phát một cái tâm thiện. Mà nhiều người cùng niệm Phật thì phát lên nhiều cái thiện tâm. Vậy thì thiện tâm mà thiệt nhiều thì nó quá giải bớt những cái quán khí nặng nề. Quá giải bớt quán khí nặng nề. Nên mỗi một người nên tập niệm Phật. Pháp môn tịnh độ này đặc biệt lắm. Bởi vì câu đầu chúng ta nói rằng niệm Phật pháp môn thù thắng nhất trong thời kỳ mạt pháp. Pháp môn thù thắng nhất đó quý vị à. Nhớ đó, nắm cho chắc nghe không? Đừng có chuyển phương hướng nghe. Đừng có chuyển phương hướng nghe không? Những vị trưởng đoàn đồ đó phải cố gắng niệm Phật. Mình dẫn dắt người ta đi tu thôi chứ mình đừng có ôm đàm cái gì nặng nề mình nghe chưa? Nhớ nè, những đức không phải là nói với vị đâu, nhưng mà những đức đã trải qua thời gian trong chùa. 10 năm nay những đức đã ở những ngôi chùa nó rất là nổi bật á, gần gũi những người nổi bật lắm, những đức biết lắm á, cho vị biết á, trưởng đoàn á, chương trình này chương trình kia rồi họ làm lớn lao vô cùng, nào là thầy con tác bạch đồ hì hà ghê gớm lắm, rớt hết trơn rồi quý vị ơi, rớt hết trơn. Nó đừng có nói dẫn người ta đi tu là tốt, nhưng mà nhớ là mình phải tu tốt nó mới được. Dẫn đi là có phước của dẫn đi, nhưng mình không tu tốt thì nó bị cái danh. Người ta tán thán cái đoàn mình, người ta tán thán cái người trưởng đoàn mình, cái phước được cái sự tán thán hết trơn rồi chứ. Sạch hết trơn. Cuối cùng nó tăng cái ngã của mình lên. Nên bữa trước nhà Đức giảng một câu, nhà Đức nói trưởng của ngài trưởng xuống hầm cái cha luôn. Mệt quá. Ôi ôi, có những phái đoàn đông vô cùng luôn, tự nhiên thời gian đi cái tự nhiên tách ra trẻ ba, trẻ bốn, trẻ năm ra, người này trưởng đoàn, người kia trưởng đoàn, người nọ trưởng đoàn, trưởng trưởng biết trưởng đi đâu luôn. Ôi ơi, kinh nghiệm nghe quý vị, những đức nói đây là những đức quý quý vị lắm á. À, rồi cái danh nó lớn lắm, không có đơn giản đâu. Mình đừng có ôm đàm chỉ cho nó nặng nề. Mình chỉ là người cùng đi tu chung thôi, đi lên xe thí dụ như vé xe 120, người bỏ 120 trả tiền cho tôi là người, tại vì phải có người đứng đầu gom tiền trả tiền xe đó là xong thôi. Đừng có ôm đàm nghe chưa, trời ơi, những đức nói rằng một mình dễ đi hơn.
Đừng có tạo ra cái mà cho mình nặng nề, mình khó tu lắm á. Nó được thì khen, còn không được nó lôi mình ra, phiền phức lắm. Nó không bị nặng nề lắm, khó tu. Nên tất cả những người mà đủ duyên dẫn ta đi tu mà mình phải tu cho tốt kìa. Nó, hồi tối có cái cô đó, cô gặp những đức mà, những đức nêu lên cái chỗ này để cho nhiều vị học Phật, mấy vị cũng nghe luôn. Cô hỏi, cô nói, thầy, con tự nhiên bây giờ con niệm Phật đó thầy, con cũng có một cái năng lực gì lạ lắm thầy ơi. Người ta bị bệnh tự nhiên cái con niệm Phật, cái đầu con vuốt người ta cái người ta hết bệnh nè. Mà con khuyên người ta niệm Phật mà ngộ lắm. Mà có nha quý vị, cũng có những người người ta có năng lực đó đó. Cái duyên đó có đó, có đó. Khi cái tâm người ta nó rộng lớn quá, nó có duyên với người đó, tự nhiên người ta có thể đụng chạm tới người đó, người ta khuyên người đó niệm Phật, người ta hết bệnh liền. Có. Rồi cô hỏi những đức nha, cũng khéo ghê. Cô hỏi những đức là con làm vậy đúng pháp hay không thầy? Những đức không có nói đúng pháp hay không đúng pháp, nhưng những đức nói về nhân quả. Trong Phật pháp, Đức Phật đều lấy giáo dục làm chính để chỉ dạy hết. Tự anh làm đi. Đức Phật nói tự con đốt đuốc mà đi, nghĩa là tự ông làm đi. Bây giờ ông tạo nghiệp, ông bị bệnh, bây giờ ông phát tâm ăn chay niệm Phật, ông chỉnh cái tâm ông lại thì ông hết bệnh. Ông tự làm đi, để ông đừng có dính vào tôi. Ông tự làm, ông đừng có dính vào tôi. Nếu ông dính vào tôi, nếu chúng ta niệm Phật, chúng ta vuốt người ta hết bệnh, thì bắt đầu là người ta chạy theo mình. Như vậy thì người ta bị dính mình. Mà Phật pháp không có cho như vậy. Nên những đức khuyên cái cô, những đức nói cô đừng có làm như vậy. Cô làm như vậy tự nhiên cô sẽ bị tổn. Cô đụng vào nhân quả của người ta, đụng vào nhân quả. Thời gian cô bị hết phước đi, hoặc là cô sẽ xảy ra vấn đề với cô, hoặc gia đình sẽ bị vấn đề này vấn đề kia. Tuy là có cái tâm thiện như vậy, nhưng chỉ người ta niệm Phật thôi, chứ không có đụng vào người ta, bỏ đứt cái việc đó liền. Vậy thì tương lai tu mới đặc biệt. Nhớ cái câu nè, chúng ta đều là cùng đồng hành đi về thế giới Cực Lạc, chứ không phải ai là trong đây là Phật Bồ Tát hết á. Chúng ta cũng không biết ai là Phật Bồ Tát, nhưng mà chúng ta nghĩ mình là người đi về thế giới Cực Lạc, là cùng rủ nhau đi thôi. Ai đi cũng đi thôi, mình lo đi. Vậy thì mình đi về tới thế giới Cực Lạc thì cái cơ hội giúp chúng sanh nó không có muộn đâu. Đừng có gấp gáp, thấy không? Mình làm sao mình giữ được chính mình cho thiệt là chuẩn xác để mình tu cho tốt đi. Mình làm sao mà nó an lạc, nó khỏe mạnh, rồi nó vui vẻ, nó đừng có bận tâm nhiều thứ. Vậy thì người ta sẽ ngưỡng mộ khi nhìn thấy mình là người tu hành như vậy. Người ta sẽ học theo mình, và mình chỉ người ta là gì? Đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Đó, không? Đặc biệt như vậy đó. Còn thí dụ như quý vị có thể làm một số việc khác cái đó một chút, nhưng mà nhiều người nó đeo đẳng quý vị nặng quá. Nặng quá quý vị cũng xả cánh luôn. Giống như một cái cây mà cành quá nhiều mà gốc chưa chắc thì bắt đầu cây nó ngã. Hiểu không? Cành nhiều quá mà gốc chưa chắc thì bắt đầu là cái cây nó ngã. Vậy thì bây giờ mình là người mới tu, cái gốc còn yếu lắm. Nhưng mà nhiều người nó đeo mình quá, từ từ mình ngã luôn. Mà mình mà ngã rồi thì tức khắc những cái cành kia nó cũng chết sạch hết luôn. Nên Phật mới chỉ mình là phải giải quyết vấn đề sanh tử cho mình trước đi. Thì là cắm gốc chắc rồi thì cái chuyện độ sanh là có duyên rồi, là yên tâm. Nó độ vô lượng kiếp, nó độ hoài được hoài. Còn nếu như mà mình gấp gáp, đời này mình không giải thoát, vậy thì tất cả những cái duyên kia mình kết, nó quay trong lục đạo luân hồi vô lượng kiếp khổ đau. Nó không ra được cái khổ đau vì chính mình cũng ngã rồi. Nên mình phải hiểu được nguyên lý này thì con đường của mình đi chuẩn về chính mình lắm. Mình là đủ duyên, cùng chia sẻ Phật pháp đi, cùng tu. Chứ mình đừng có phan duyên cái chuyện mà mình làm chưa được mà đi phan duyên. Đều là đủ duyên hoàn toàn. Thí dụ như ngày Chủ nhật người ta cho tổ chức thì những đức tổ chức, người ta không cho tổ chức thì những đức nghỉ, là đủ duyên hoàn toàn. Còn người ta về đây niệm Phật, tự nhiên người ta về đây niệm Phật, những đức đâu có xuống đâu. Ngày Chủ nhật người ta xuống đây, người ta lên đây niệm Phật là người ta tự đến mà. Người ta đến là niệm Phật, những đức đâu có xuống tổ chức. Tại vì người ta đâu có cho tổ chức, nếu những đức xuống là tổ chức. Bây giờ những đức ngồi đâu niệm Phật kể những đức. Còn người ta đi đến đây thì những đức bật máy lên cho người ta tu. Vậy thì người ta đến, người ta gặp, người ta nói ông thầy đã mất tiêu. Đúng không? Là người ta đến ta niệm Phật. Còn bây giờ người ta đã cho tổ chức thì mình tổ chức, mình khuyên người ta niệm Phật. Mình khuyên người ta hiếu thảo với cha mẹ, mình khuyên người ta vợ chồng sống hạnh phúc, mình khuyên người ta anh em hòa thuận. Vậy là được rồi. Đó, gọi là đủ duyên thì làm, mà không đủ duyên thì thôi. À, vui vẻ tự tại. Đó, nên cái cô kia tối hỏi Như Đức, mà Như Đức cái nói cho nhiều người nghe, cô có phước. À,
Như cái cô kia hồi nãy mà cô nói mà con cổ mà vợ nó bỏ nó mà nó uống rượu mà nó sắp chết đó. Nhưng Đức phiên bả Nhân Đức nói bây giờ cô muốn giúp con cô. Dạ muốn thầy, muốn giúp nó. Làm sao giúp nó được thầy? Nhân Đức nói bây giờ cô lo niệm Phật. Tự nhiên cô gì lo niệm Phật? Niệm Phật thôi hả thầy? Niệm Phật thôi hả? Ừ, cô cứ lo niệm Phật thôi. Còn gì nữa không? Niệm Phật thôi. Cô cứ niệm Phật thôi. Ồ, niệm Phật thôi hả? Nhân Đức nói niệm Phật thôi. Ở đây 600 người, Nhân Đức chỉ có niệm Phật thôi à, không có làm gì nữa chứ. Ồ, không làm gì nữa chứ. Ừ, niệm Phật thôi à. Tin không? Con cũng tin mà cũng không. Nghe nửa tin nửa ngờ. Cái này là giống như uống nước nóng lạnh tự biết thôi. Có những người ta nghe người ta cũng mỉm cười. Ông mỉm cười chi, mất công mệt vô đang từng biết liền gì đâu. Mỉm cười chi, vô đây ở từng sẽ biết liền gì đâu. Mỉm cười mỉm gì cho nó mệt. Chưa đủ duyên thì mỉm cười cũng là kết duyên đi. Nó thì thấy tùy duyên đặc biệt không? Vô đây ở từng sẽ biết liền gì đâu. Quý Phật tử ở đây phần nhiều quý vị biết những đức hết trơn. Gần 6 năm xuống đây bị biết hết. Biết những đức mà. Có một Phật tử nào ngồi ở đây mà quý vị đã từng về chùa mà quý vị nghe những đức đến gần quý vị xin một cách nào chưa? Những đức xin thưa quý vị nghe, 10 năm đi tu của những đức luôn đó. 10 năm gặp Phật Pháp luôn đó. Chưa từng hỏi ai một cách luôn đó quý vị. 10 năm rồi đó quý vị à. Nên lòng tin đối với Phật Pháp cao lắm. Thật sự. Bây giờ chùa mình có tổ chức chương trình hay không tổ chức chương trình cũng không có gì quan trọng hết trơn. Nhưng mà làm được thì làm thôi à. Tại vì sao? Những đức tin chân thật lo cho con người và phiên con người niệm Phật thì có gạo ăn. Bây giờ hôm chương trình người khiếm thị cho gạo họ 14-15 tấn. Còn 2 tấn gạo trong chùa mà hai bên 600 người ăn cái vèo là sạch nhách liền, nói chứ. Một tuần sau lên 12 tấn liền không nói chứ. Tin không? Không có kêu gọi ai hết chứ. Vì tin không? Có những người gặp như đứa họ nói một câu: thầy thầy chỗ thầy nói gì con muốn cúng, con nghĩ cúng rồi đó thầy. Cảm ứng liền. Thấy chưa? Vừa nói cái đóng mộc bụp. Cảm ơn. Thấy không? Quý vị nhớ nè, mình phải tin Phật dạy. Càng bố thí thì nó càng nhiều. Thì nghĩ đi, bây giờ quý vị đem quý vị tặng cho người ta, để người ta về ta nấu cơm ăn thì quý vị no chứ làm sao. Những đức nói quý vị, nếu quý vị là người đã từng biết bố thí cúng dường thì quý vị sẽ có cảm giác liền. Cho người ta mình còn vui hơn được nhận nữa. 100% luôn. Chính những đức làm, những đức biết. Cho người ta mình vui hơn mình được nhận nữa. Tại vì những đức ngày xưa là thường cầu được nhận không à. Mà nhận là bất an không à. Cầu được nhận là nhận bất an không à. Còn mình đủ duyên được nhận thì vô cùng là vui vẻ không sao. Đủ duyên được nhận thì vui lắm. Không có sao hết đó. Còn mình cầu được nhận, nhận là có được là do cái phước trong mạng nó có, nhưng mà nó tổn nhiều phước của mình lắm. Còn nếu như quý vị mà đem tặng cho người, người ta mà nhận được, quý vị còn vui hơn người được nhận nữa. Vui cái nội tâm quý vị nó vui lạ lắm. Đó. Sắp sửa tới chương trình người khiếm thị nữa rồi đó. Nó còn hình như là nửa tháng gì nữa gì đó, tới chương trình người khiếm thị nữa đó. Rồi lay quay rồi tới chương trình các cháu nhỏ trung thu. Trung thu đúng rồi. Trung thu. Bây giờ chuẩn bị nè, chuẩn bị mua đèn trung thu nè. Đèn nè. Không? Ngồi một chỗ thôi. Chỉ có khuyên người ta niệm Phật mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp 2 buổi. Ngày nào cũng đưa lên mạng 2 buổi chia sẻ Phật Pháp. Sáng ăn cơm xong bắt đầu là nói chuyện chút với mấy bà cụ cười. Ăn cơm bữa nào nói chuyện với bà cụ cười. Thấy không? Bà cụ nào cũng cười nên bà cụ nào cũng khỏe. Quý vị suy nghĩ nè. Trong dịp này nếu như quý vị than thở,
Nếu như quý vị nói rằng đang khó khăn hoặc là ăn uống keo lại, thì mấy bà già trong lòng bà sẽ buồn. Bà sẽ nói chắc là ông thầy hết tiền, thầy đang khổ. Thì mấy bà già bả mà rầu thì bả sẽ bệnh. Bệnh thì ai lo? Bệnh thì mình cũng lo. Thôi mình cứ cho bả ăn thoải mái, mình cho bả cười đi để bả đừng có bệnh, thì nó qua chiều hướng là được ăn khỏi bệnh. Thấy không? Còn nếu bây giờ quý vị mà keo lại thì bả lo bả sẽ bệnh. Bệnh thì cũng phải tốn tiền, mà tốn tiền thì đi uống thuốc. Uống thuốc làm sao ngon bằng được ăn. Tại sao không ăn mà đi uống thuốc? Thấy không? Đó, mấy trăm bà già phải re như bò kéo xe. Hay lắm, đúng là nuôi người già kinh nghiệm đặc biệt hay. Nghe nè, đừng có ngủ. Nhớ nè, trời ơi, mấy bà cụ trong chùa mình lúc trước kìa quý vị, mỗi buổi sáng bà kéo mười mấy, hai chục bà, hai mươi mấy bà, sáng nào cũng vậy. Hồi cấp mà còn mà cái phòng thuốc đó quý vị, bà kéo qua làm gì quý vị biết không? Đo máu. Cứ là bữa nào cũng qua đo máu chứ ha, huyết áp cứ đo hoài vậy đó. Ngày nào cũng mấy chục bà qua. Những đứa đứng ngay cái đường, những đứa canh. Bà ở đâu? Dạ đo huyết áp. Bà ở đâu? Đo máu. Đây nè, huyết áp. Đâu? Máu. Thôi sao chùa ngộ ha, bữa nào cũng mấy chục bà này, bữa nào cũng huyết áp và máu ngồi thật. Xong vậy Đức nói kiểu này để thử. Bây giờ nguyên một tuần lễ bữa nào cũng qua đo đúng không? Bây giờ thôi cái tủ thuốc đóng cửa từng ba bữa. Đóng ba bữa trước, từ từ thử coi sao. Ba bữa đó đóng cửa không thấy một bà nào qua đo máu với huyết áp chừng. Thì nó nói ba bữa vẫn sống ngon. Được rồi. Đóng cửa bốn bữa. Bốn bữa cũng bình thường luôn. Ha, bốn bữa được rồi. Từ từ như Đức nói lên bữa nữa, năm bữa. Năm bữa cũng bình thường luôn. Cuối cùng như Đức nói mở cửa đúng chủ nhật thôi. Sáu ngày không mở cửa, bà cũng sống bình thường luôn. Cuối cùng như Đức nói chủ nhật cũng đóng cửa luôn, giải tán. Cuối cùng bây giờ bà hết máu, hết huyết áp luôn. Ơi nuôi bà già đúng là kinh nghiệm thiệt. Thì ra là có cái nhân bệnh là con người ta bệnh liền. Tại sao ngoài đời bệnh nhiều? Nhiều thứ lắm, không có tiện nói ra nhiều quá. Tại vì quý vị nghĩ đến nó quá. Vì nghĩ đến nó quá nên quý vị đã bị nó câu thúc rồi. Bây giờ mấy bà cụ như Đức nuôi thì rõ ràng luôn. Bây giờ mà nếu mà quý vị bây giờ mà nói rằng là mở tủ thuốc ra bữa nay khám bệnh, quý vị coi chàng qua khoảng mấy chục bà. Chắc chắn luôn mấy chục bà qua liền. Nào là nói cái đầu con sao đau, cái chân nhức, cái tay mỏi vô cùng luôn. Cái xương sống cho nhau, cái xương sống hôm nay đi ảnh bứt. Mắt con sau này thì nó giật. Trời ơi, cái tùm lum bệnh hết trơn á. Vậy mà không có tủ thuốc thì mắt mũi tai miệng chân cẳng gì bình thường, không có một cái gì hết trơn á quý vị. Mà lôi ra cái chuyện khám bệnh có bác sĩ là có bệnh liền. Hôm nay như Đức nói với bà bác sĩ, bà đi niệm Phật giùm tôi đi. Bà bác sĩ cũng đi niệm Phật luôn. Nó, con cũng đi niệm Phật luôn hả thầy? Ừ, đi niệm Phật luôn. Cái tủ thuốc sao? Đóng cửa lại. Ôi ôi, lúc trước thì những Đức có nhiều bài lắm. Đồ cái gì? Những Đức rất bài hổm như Đức nói á. Nghe bà già nghe. Bây giờ những Đức biết chạy xe đó. Đức tập chạy xe này, những Đức biết chạy xe đó. Còn một hai bà lâu lâu có đi khám bệnh. Mai mốt mấy bà bệnh, những Đức chở bà đi khám bệnh. Mấy bà bị bệnh, những Đức chở bà đi khám bệnh. Nó hỏi, ủa sao kỹ trời, sao thầy, sao này chở cô đi khám bệnh khi cũng. Nhưng Đức nói, những Đức chở bà đi khám bệnh là có ý. Nhưng Đức vô trong bệnh viện, nhưng Đức coi bác sĩ nó khám mấy bà làm sao, không? Rồi vậy Đức coi nó cổng thuốc làm sao, rồi nó có cái cây kim chích thuốc làm sao, nó bận mua đồ làm sao. Nhưng Đức cũng mua y gan vậy luôn. Không chị thầy ơi, làm gì vậy? Nói, mấy bà mai mốt ở đây bà nào bệnh thì những Đức sẽ khám bệnh, những Đức sẽ chích thuốc. Bà đâu bà đấy, trời ơi, xanh mặt xanh mày. Con mà thầy mà chích thuốc con cũng không dám bệnh luôn. Trời ơi, đúng là nuôi bà già nó vui lắm mấy vị ơi. Trời ơi, nó quá nhiều việc để mà mình có thể chia sẻ mà nó vui vẻ. Thì ra là rõ ràng quý vị ơi, cái nội tâm nó vui.
Nên cũng là một lời nói bình thường này, nhưng nếu quý vị mà nói không có được đâu. Nó không có diễn đạt như vậy, hiểu không? Mà là một con người nó phải vui vẻ, một con người nó phải rộng tâm, một con người nó phải nhẹ nhàng dữ lắm, là cái văn tự của họ cũng là một văn tự bình thường. Nhưng mà cái phát xuất ra, nói ra là tự nhiên con người ta nghe sẽ vui liền, không nói chứ. Vậy thì tất cả quý vị cũng đều được như vậy hết, chỉ cần cái tâm vui. Nhớ nè, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu như cái tâm vui là tất cả việc đều vui hết. Nên những đức vui vẻ nên mấy bà già chùa mình ít bao giờ bệnh lắm. Bây giờ muốn bệnh dễ thôi, những đức chỉ cần cọc cằn thôi, sân si thôi. Thấy không? Sáng nè. Vậy là sân si thôi, vậy chứ sao? Xong bắt đầu nó nằn nước kia, nó bóng gió la lối rồi lên. Thì bà buồn, bà buồn thì bệnh thôi. Thấy không? Muốn bệnh thì bệnh, muốn khỏe khỏe à. À, mấy trăm bà già luôn, nuôi với có kinh nghiệm. Kinh nghiệm. Rồi mấy bà già luyện mình với có trí tuệ luôn. Rồi không có đơn giản đâu quý vị ơi. Mấy trăm bà cụ không có đơn giản, có nhiều bà cụ cũng chẳng ai lắm á. Bên kia mấy buổi trước mấy ông thầy mình tội nghiệp ghê luôn. Vì có những đứa phía sau mới nuôi được. Có bà cụ này trời ơi, khó khăn vô cùng. Khó khăn mấy ông thầy chỉ hù thôi. Mấy ông thầy nói bà sắp cỡ nào bà cũng không nghe chứ á, bên kia. Bây giờ đưa bà đi ra ngoài đường cho bà đi về. Cái ông thầy hù cho bà sợ. Bà cũng như bắt bài được, sao bà không sợ nha. Đưa bà ra ngoài đường. Mà xong có kêu xe ôm đi vô chùa lại. Mà xong có vô chùa bà gặp ngay ông thầy đó, bà nói thầy chưa kỳ ghê luôn. Chở ra đường mà chở ngay cái chỗ không có xe ôm gì hết trơn. Ông thầy nói trời ơi tôi tức. Tức chết được. Hù bà mà cuối cùng bà hù ngược nữa tôi. Chở ra đường mà chở ngay cái chỗ không có xe ôm gì hết, đi kiếm xe ôm muốn chết, đi quay vô chùa lại. Trời ghê không? Nó mai mốt thầy chở đi ra ngoài cũng chở ngay cái chỗ có xe ôm đường nghe chưa? Để có gì kêu chạy vô chùa lại. Ông thầy nói tao chết. Không đơn giản đâu quý vị ơi. Ôi đúng là rừng càng già càng cay. Không phải đơn giản đâu quý vị. Ôi mấy trăm người, nhưng mà đúng là những đức niệm Phật làm như Phật giang hộ sao? Những đứa mà phang xuống một phát là dứ gung sợ lắm, ngộ lắm. Cái bà cụ phải giặt đồ tới cái giờ tu mà phải giặt đồ tới nghe. Những đứa chỉ cần phớt ngang cái thôi liền đồ qua bên chạy. Không có chàng đi tu ngộ vậy đó, nghĩa là làm như nó có một cái nhân duyên để lo cho mấy bà già sao á. Nó làm như vậy đó quý vị, mà bảo quý thương mình, ghét mình vậy chứ. Những đứa thì vui tính, những đứa thì nói chuyện sẵn ngộ lắm. À, nên từ nơi đó là cái chuyện mà phát tâm nuôi người già, những đức nói rằng là cuộc đời những đức là nhờ mấy bà cụ già. Nó là chỉnh sửa mình nè, rồi cho mình cơ hội để tạo phước duyên là nhờ mấy bà già đó quý vị. À, nên những đức cứ phiên tất cả anh em trong chùa là nên phát tâm nuôi người già, thương người già đi. Cái chân thật mà làm chuyện này đi là có lợi ích liền, nói chứ. À, nên quý Phật tử về đây chúng ta nói chuyện cũng gần tiếng rưỡi ủng hộ. Nên quý vị cố gắng niệm Phật, thấy không? Pháp môn tịnh độ này phải giữ cho chắc. Nên tổ ngài nói một câu này không? Rất kiên kỵ cho người tu kẻ không có chủ trương nay này mai khác. Nhớ nghe. Tổ nói đó. Làm việc mà không chủ trương, tu mà không chủ trương có một phương pháp chuẩn, làm việc không có một nghề chuẩn, như thì cả đời người này cũng không thành công được gì hết. Nhớ nghe chưa? Đã gặp tịnh độ rồi phải có chủ trương nắm cho chắc pháp môn tịnh độ. Cứ chấp trì A Di Đà Phật cho chắc chắn, không? Đừng có thay đổi phương pháp. Cả đời đừng nên thay đổi. Nhớ, đừng bao giờ thay đổi, nhớ nghe chưa? Nắm pháp môn tịnh độ này cho thật là chắc. Dù gặp cảnh ngộ gì cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chồng thương cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chồng ghét cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chồng đi có vợ nhỏ cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhớ nghe. Đó. Con hiếu thảo cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà con bất hiếu cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Vì sao? Vì sao cái gì cũng niệm Phật hết vậy thầy? Vì nếu bà không niệm Phật, ông không niệm Phật, em không niệm Phật, cháu không niệm Phật, thì chúng ta sẽ trong cái dòng lẳng quẳng này đờ đờ kiếp kiếp khổ đau. Nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới chỉ chúng ta là các con muốn thoát khổ thì nên niệm Phật để mà về cực lạc mới thoát khổ. Nhớ đó nghe, phải nắm cho chắc câu Phật hiệu. Trong một cái kiếp nạn có xảy ra vấn đề gì cũng là A Di Đà Phật.
sống trong cái cõi đời này nhiều kiếp nạn, gặp kiếp nạn là chỉ có A Di Đà Phật. Bình an nhất là chúng ta có con đường để đi. Đi đâu? Đi về cực lạc. Có con đường đã đi rồi, có con đường đã đi rồi thì ở đâu cũng niệm Phật, gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật, dù một mình cũng niệm Phật. Vì ai cũng chết một lần, nên chúng ta cứ nắm câu Phật hiệu cho chắc như vậy. Nắm cả đời không thay đổi, không thay đổi. Chấp trì A Di Đà Phật, nắm cho chắc không thay đổi. Nhớ đó. Nó không, cái kết luận một chút xíu đây, nó đi sâu vào tâm khảm mình đó quý vị. Hồi nãy giờ có nhiều cái mình nói vui, có khi nó tản mát nó tiêu chứ. Bây giờ phải kết luận một chút này nè, nó 2-3 phút một chút xíu đó. Nó phải nắm câu Phật hiệu cho chắc. Những đức nói là cả đời của tôi là may thay gặp được tịnh độ này là tôi mới cứu cuộc đời tôi được đó. Vậy thì quý vị muốn an vui, muốn tự tại, muốn hạnh phúc và một đời này có ý nghĩa thì quý vị nắm câu Phật hiệu này đi. Người đủ duyên là tinh liền, không nói chuyện. Còn chưa đủ duyên thì kết duyên với quý vị một câu A Di Đà Phật đó. Đó, nhớ đó nghe. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi nghe gì rồi phải cố gắng mà niệm Phật. Quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chùa chúng ta bắt đầu tổ chức ngày Chủ nhật cộng tu trở lại bình thường. Quý vị thấy từng Chủ nhật nào mình về đây mình cũng được niệm Phật, nghe Pháp. Xong chúng ta được cúng thí thực và phóng sanh. Khi quý vị đi về đây, có khi người thân của mình mất, có những người cũng chưa siêu thoát, hay những hương linh vì nghiệp phá thai, anh ta cũng đi theo vì về đây tu. Quý vị thấy cúng thí thực đồ rất là nhiều. Mà tất cả những người cúng này người ta vừa tu xong, có một cái quay lực niệm Phật để mình cúng cho người ta, nên người ta hưởng được tài thọ thực, và có khi tâm tư người ta hưởng được cái công đức niệm Phật, người ta buông xuống những cái tâm oán thù nặng nề, người ta quy tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Đức Phật A Di Đà ngài đã phát lời nguyện mà, chúng sanh mười phương chỉ cần nghe danh hiệu ngài, chí tâm tin ưa chịu niệm danh hiệu của ngài, chân thật niệm A Di Đà Phật, buông xuống hận thù, chỉ cần tín nguyện trì danh thì khi cảm với cái nguyện của ngài thì ngài sẽ tiếp dẫn người đó về thế giới cực lạc. Chư hương linh cũng vậy, hay tất cả những hương linh vì nghiệp phá thai, hay tất cả mà hương linh mà mắt chưa siêu thoát dù là lâu năm đi chăng nữa, chỉ cần nghe được pháp môn tịnh độ, tiếp nhận chịu niệm A Di Đà Phật cầu sanh về thế giới cực lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ như ở cõi ta bà này nữa. Nên mỗi tuần chúng ta cúng thí thực gì, nhất là trong dịp tháng 7 này nè, nên quý vị đi là người ta đi theo vị đông lắm. Về đây người ta được tu hành, người ta hưởng cái từ trường niệm Phật, người ta vui lắm. Nên chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng, tất cả quý vị luôn luôn có sức khỏe và phát Bồ Đề tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới cực lạc. Và chúng ta nguyện đem công đức này nguyện cầu siêu cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong nhiều đời nhiều kiếp, hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát Bồ Đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhờ đặng Phật tự chung ngà kim tây nhờ cung biên thập phương dẫn tiếp Phật tự thông.
Huyền dị tự công đức vô cẩm nhật thiệt, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng hộ tình chung ngã kim ti nhự cung, thập phương nhật tiên thành cộng. Nguyện dị tự công đức vô cẩm nhật thiệt, ngà đặng dự hộ tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim ti nhự cung, biển thập phương nhất thiết cô hồn cộng. Nguyện dị tự công đức vô cẩm nhật thiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an một lục lăng ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, a ngã ngã nắng tam bà và việt nhật gia hồng, a ngã ngã nắng tam bà và việt nhật gia hồng, ngã nắng tam bà và việt nhật gia hồng. Gia trì chú thực diệu già đà, biến tiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiểu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thầm nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh hộ danh vô vị ơi, thai nhi bị nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi sanh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Bệ A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đệ Tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Thọ Thật Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tu đình hộ pháp phát bồ đề tâm, tụng kinh niệm Phật và lễ Phật. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng trang nghiêm Tây Phương Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe điều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Hôm nay đệ tử chúng con phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh này điều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay quý vị bỏ tịnh tài các mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh ở nơi nào chúng ta cũng có của cải đầy đủ, và chúng ta quy y niệm Phật mà những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh ở nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí.
chúng ta sanh ở nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy Phật không đọa địa ngục, quy ma không đọa ngạ quỷ, quy tâm không đọa vàng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy ma không đọa ngạ quỷ, quy tâm không đọa vàng sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy ma không đọa ngạ quỷ, quy tâm không đọa vàng sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật là vỗ tay thật chim nha. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Dạ, A Di Đà Phật mời đại chúng chúng ta xuống chai đường để dùng cơm nha. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di